Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 18 tháng 6, ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã qua đời khi đang chấp hành án chung thân. Theo đó, ông Trần Phương Bình sinh ngày 24 tháng 6 năm 1959 tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á DAB. Ông Bình có 20 năm gắn bó với Đông Á Bank. Từ năm 1998, ông Bình bắt đầu đảm nhận chức vụ tổng giám đốc Đông Á Bank. Trong thời gian từ năm 2013 cho tới tháng 8 năm 2015, ông Bình giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Đông Á Bank. Sau khi Ngân hàng Nhà nước đình chỉ chức vụ tổng giám đốc Đông Á Bank vào tháng 8 năm 2015, thì đến tháng 12 năm 2016, ông bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam với hai tội: cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tạm giam từ ngày 9 tháng 12 năm 2016. Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình và lãnh đạo ngân hàng này trước năm 2015 là nguyên nhân dẫn đến việc Đông Á Bank lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015. Trong phiên tòa mới nhất hồi đầu tháng 4 năm 2024, do sức khỏe không đảm bảo nên sau phần xét hỏi, bị cáo Trần Phương Bình được hội đồng xét xử cho vắng mặt tại tòa. Chiều 4 tháng 5, tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Theo ông Tô Ân Sô, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Sau đây hãy cùng điểm lại những vụ án quan trọng liên quan đến những cán bộ lãnh đạo cấp cao diễn ra từ đầu năm 2024 đến nay được dư luận quan tâm. Đến ngày 24 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vẫn đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan. Mới nhất ngày 22 và ngày 23 tháng 4, C03 đã khởi tố, thực hiện khám xét với 6 bị can. Những người này gồm Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng bị bắt về tội nhận hối lộ; Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ quy định. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà. Trước đó, ngày 26 tháng 2, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 7 tháng 3, C03 tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi;
ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Cựu trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Gần đây, ngày 27 tháng 3, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 đến nay với quy mô và hoạt động xây dựng ở cấp huyện. Từ năm 2015, công ty Phúc Sơn bắt đầu phát triển mạnh mẽ và nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện công ty này đang thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng. Phía Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an sau đó cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên như Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Lãnh đạo C03 cũng đánh giá vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn, là loại tội phạm mới. Qua điều tra cũng như lời khai của một số bị can, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là cựu ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn. Như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Còn bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và đến nay, nhiều dự án lớn liên quan Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương này vẫn còn đang dang dở vì nhiều lý do như dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, dự án khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường. Bộ Công an cho rằng hành vi này rất nguy hiểm, đây là tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, nhân dân mà còn ảnh hưởng tới cán bộ cấp cơ sở, làm xấu hình ảnh của đảng và nhân dân. Về thu hồi tài sản, tính đến từ đầu tháng 4, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của bị can và những người có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả. Trong vụ án này, Trung ương Đảng đã kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan cũng đã bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15. Ban Bí thư cũng đã có các quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngoài ra, Bộ Chính trị báo cáo đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.